nó sẽ bị mắc vào cái thành thành thùng kia, cho nên là phải đi xuống tít dưới này bắt đầu mới rất khó khăn các bạn. May có thể là xe hai cầu ấy, không cát dày quá, gãy cái ngoài này nhưng gãy trong củ. Rồi mặt bích rứt chưa cột rồi. Hả? Cái thùng này nó bị cao quá là nó không không dốc được. Gà thì nó bị bỏ. Ở bên nó thấp không, nó lại đang lên dốc à. Mắc. Chào tất cả mọi người nhá. Rất vui gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo này. Hôm nay mình đi quay bạn mình không lên bao lần. Quay bạn. Vâng. Con này là Dofan DX đời 2010 nhá mọi người nhá. Nó lên xuống bằng cầu. Hai cầu. Có chốt mọi người. Chế bản quyền. Mình sẽ xem để bạn ấy kéo vào đây. Và đây là bạn ấy đi phụ. Ui dồi, nắng lắm. Tay một tay cầm. Đây anh này, anh chủ máy Nguyễn Trọng Kiêm. Đấy, còn chốt. Đi xuống như kiểu không. Đi xuống này mọi người. Con này thì cái đối trọng của nó thò ra ngoài cho nên là nó sẽ bị mắc vào cái thành thùng kia, cho nên là phải đi xuống tít dưới này bắt đầu mới quay được. Con này vẫn còn còi lùi nha anh em nhé. Lái xe kéo nó đi luôn. Cái công việc của hôm nay của cái máy này thì mình sẽ đi vào đây mình quay cho mọi người xem. Cái này thì lấy đất ở đâu quăng vào anh? Chưa biết à? Hôm nay thì sẽ là quăng đất và móng anh em nhé. Đây là ngày trước là móng cốc. Móng cốc xây khung cứng. Nó gồm có 1, 2, 3, 4 4, 4, 16 gồm có 16 cái cọc. Nhưng mà cái ô này thực ra nó là rất dài anh em ạ. So với những cái video ngày trước mình làm thì cột nó gần hơn nhiều. Bởi vì mình hay làm ở khu hẹp mà. Ở trên này thì người ta làm cái móng cốc này thì nhà hàng người ta làm rất là nhà ngang, nhà nó rộng hơn dưới kia. Thì cái hố này cũng đào bằng máy này anh em ạ. Cái hố này thì cái đường kính của nó khoảng 1m2. Mình nghĩ nó khoảng 2, 4, 6, 8, 10, nó khoảng 1m2 gì đấy. 2 đến 1m3. Có thể hàng ngang sau này bây giờ sẽ lấp đất gần đến cái dầm này. Gần đến đây. Sau đó là một cái đai lên bằng này nữa. Chạy một cái dầm 30 hoặc dầm 40 gì đó. Chạy trên này. Đây còn phải 2 lần múc nữa. Thì mới may ra thì mới xong mới ổn được. Thì bây giờ bạn ấy vào thì bạn ấy phải dọn đường để dọn cái đống cát để gọn vào. Còn sau đó là chờ xe để cho nó xe nó chở đất vào đây. Những hố này, những cái ở ngoài này thì khả năng là đất củ sâu hơn, cho nên là những cái hố này nó rất là sâu. Còn hố ở trong kia thì nông thôi. Đây mọi người nhá. Cái này thì sâu hơn, cái hố ở ngoài cùng còn sâu nữa. Bây giờ bạn ấy sẽ san thành một cái đường để sau này xe nó đi qua được nha các bạn nhé.
bởi vì những cái hố này thì cái diện tích ở trên mặt nó rất là to, bây giờ phải san thành đường thì xe mới đi được. Mai kia thì chắc là sẽ cho công nông người ta chở đất vào đây. Đây, cái hố này lúc nãy theo như mình thấy là cái hố này là sâu nhất. San cho nó phẳng. Thì là san như thế này xong sau này thì xe ô tô hoặc là công nông người ta sẽ chở đất vào đây múc, xong sau đó máy xúc sẽ ở đây san vào những cái hố này. Xe đất về rồi các bác. Xe này có xe 3 tấn rưỡi mà ở video trước thì em có quay đấy. Một cái cổng thì hơi lầy lội một tí do là nước đọng đấy. Cái này cái chỗ vào này hơi khó này. Đấy, nhảy ở cục. Nó mắc cây rồi. Mắc cây ở bánh trước ấy. Bánh trước mắc cái cây to quá. Có lầy. Có cây thằng này sợ sập cống. Như này toang đâu. Cây trơn á. Cây trơn bánh trước nó không lái được. Cây trơn nó. Đấy. Bẻ rồi. Tống bó. Rất khó khăn đúng không? May có thể là xe hai cầu ấy, không. Cát dày quá. Ôi. Ở đằng trước hay sao ấy? Cắt cái rồi. Đằng trước thì sao? Đằng trước bên kia rồi sao? Đi bấy bên kia sao à? Đổ đi. Đổ thôi. Đã đổ được, mắc cái điện. Được. Đổ rồi. Có cáp không? Kéo lại. Bỏ câu trước ra. Không phải tiến lên, tiến đổ luôn ngoài này. Cái cầu anh em ạ. Cứ lên đây nó đủ lên đó mà. Muốn nở rồi, muốn nở anh em. Nó cái bánh bên kia đấy. Thùng này giật cho phát đi. Trôi nhanh chứ. Thế rồi đây. Toang thật rồi các bác. Toang rồi. Nóng thế. Cái tây mà. Hay đứt ốc ở đấy thôi. Không. Quay video. Ốc tây à? Vậy là cái loại này. Đi chơi bắn tải vào đấy. Anh bây giờ mới búa nhá. Một con nó đứt tiền. Thế hôm nọ bên ngoài bị vợ Hà Rồ 1 triệu rồi mà đéo bảo thằng này để còn biết. Cắm cắm chính này chính ở bên ngoài bên này bên thổi. Ê. Ê. Nọ bên họ Vũ này, họ Vũ. Đấy cho cái đầu đấy. Cho vào. Cho ra, chặt cái gì? Được, tí này. Em như láp rồi. Xem có ổn không? Tù vít cận. Nó tù vít. Tù vít đâu? Trên giam.
đấy. Ví dụ tháo ra nó không phải gáy lát thì nó làm sao? Bích. Ví dụ không gáy mặt bích kia thì sao? Gáy lát. Nó gáy ở trong củ không kìa, nó không gáy cái ngoài này nhưng gáy trong củ. Đùi ơi, mặt bích. Tức chưa? Cột rồi. Bích rồi, em sao ạ? À. Hả? Nhai. Bằng rồi anh ạ. Chưa, được lát này chưa. Chưa nhớ. Đéo bài nó mới trượt sao ấy. Nó bị trượt rồi, bằng rồi. Mặt bích thôi. Nhưng mà nó vẫn cực đéo ở đấy. Cực cực. Nó bây giờ nó tụt, bây giờ nó bằng ở đây. Anh không thấy nó gãy hết kia rồi à? Cái này nó một thừa bọn này, gãy thì anh phải nhắc mắc rồi. Rút ra xem nào. 34 à? Gãy mặt bích các bác ạ. Thôi xe người ta nó về để đi đánh cái sửa lại cái đường này và người ta sẽ chở bằng lắp sau. Thì mai thì sẽ sửa xe sau. Đây, cái đống đất này anh em ạ. Ta sẽ cho máy ra để quăng đất vào nha mọi người. Dòng máy có cái con ga lê mà nó chùm ra xích như này thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng tụt xích hơn. Bởi vì là những cái ga lê với những cái tỉ đỡ của nó vẫn còn to, nó chùm hết ra xích. Nên là đi nhiều khi rất là an toàn, không bị tụt xích. Mọi người thấy ở cái gần cái dẫn nướng kia kìa, nó có một cái nó gờ đây này. Đấy, với lại cái chỗ này nữa, nó ôm lại được cái xích thì cái xích nó không bị tụt ra ngoài. Rất là dễ. Đây để bạn này, bạn ấy quay đi xong rồi mình sẽ lên máy để mình ngồi nữa. Tính bẩn quá. Những cái đất mà để đổ vào móng nhà nếu như mà bị bẩn không lên được rồi. Bởi vì là cái rác rưởi nó cho xuống nhà thì nó không lên thật kỹ. Đấy, thì cái bao bạt kia là cũng phải bỏ ra. Máy này di chuyển như thế ấy rất khỏe đúng không? cái gương này vỡ anh em, chắc quẹt vào đi lại quẹt vào cây để cho vỡ. Thế bên dưới này là sỏi chủ nhà người ta lúc trước có đổ bê tông cái dầm cột kìa để làm cái bãi ở đây. Đấy, chính vì vậy là có rất là nhiều sỏi luôn. Thì chờ một lát nữa thì xe sau sẽ đến và mình sẽ san lại lốt cho mọi người. Hôm nay ông đã chở đất về rồi anh em. Thì lúc nãy thì cái ô tô người ta nó chở đến thì nó bị đổ ở ngoài mép này, cho nên là mình phải xúc bằng thủ công đi vào. Đấy, xúc thủ công xúc vào trong này. Đây con nâu thì nó nhỏ hơn thì nó có thể lùi vào sâu hơn được. Này cứ cắm cụ vào cày, nếu mà lầy lội thì cày cầu vào đi là thoải mái. Anh Giang cái video trước thì mình có quay đấy, cái công nông này đi đường dài này khói nghi ngút này các bạn. Ôi sau này đổ đất là bằng cái mặt dầm này nha mọi người. Một xe đất này thì nó được rất là ít. Các bạn để quăng vào trong này. Cái chỗ này thì còn một lượt nữa cơ, một lần quăng về nữa cơ. Sàn
ăn qua rồi đó, thì chờ một lát nữa xe nó về. Chào bác nhá, em lên lái thử máy một lúc này. Ra lên. Ra khoảng 1.600 rồi. Con xe này thì ben nó lên hơi chậm một tí. Cho lên 1.700, 1.800. Xe này ben lên rất là chậm. Mình sẽ xa nốt cái xe này và mình sẽ kết thúc cái video đây. Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Mình sẽ bật cái ga tự động lên, khi mà mình nghỉ một lúc là nó sẽ thùng này nó bị cao quá là nó không không dốc được. Răng thưa. Gà thì nó bị bỏ. Ở bên nó thấp không, nó lại đang lên dốc à. Mắc. Coi nào, đói hay sao? À, nó đói à? Em mình sẽ xúc nha mọi người. Nó vào cái đằng góc này này. Cái này mình thấy nó. Lát nữa thì mình sẽ đủ nó vào sát hơn. Cái đất này thì nó lẫn một ít cái gọi là cái gọi là sỏi ong anh em ạ. Đất đá sỏi. Đi làm này thì mình tránh hạn chế, thì không cho nó cái đất nó bị quệt vào cái đầu cọc. Cái mép ngoài kia thì mình hạn chế, không có nó bị vào tường nên là nó đổ mất tường. Máy này nó có cái tháo cầu nhanh cho nên là mình thấy nó hơi bị lắc cái đầu cầu, chắc là nó nặng hơn những cái cầu cái ấy nào mà không có cái tháo cầu nhanh nha mọi người. Thì lát nữa mình sẽ san cái đoạn ở đằng trên kia sau, sẽ đủ ra cái những cái đằng trong góc này trước này. Rồi những cái mép này nó đủ đi luôn này.
nữa đi cho xe nó đổ luôn vào đây. Tắt ga đi. Mình xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo nữa. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người.